Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Hexit Updated. Mình đã về tới nhà và dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Bây giờ những cái thùng kim cương ở đây không thể nào mà chứa được nữa, tại vì đồ nhiều quá. Ủa, tại sao những món này lại nằm ở đây? Nó phải đi qua bên này chứ. Nó vô chổng thì làm sao mà chứa được, và tốn rất là nhiều chỗ một cách lãng phí luôn á. Giờ để coi còn cái túi nào không. Còn mấy cái túi nè. Thì cái túi màu đỏ đó không thể nào bỏ vô trong cái Ark Storage được. Bây giờ ta có ở bên đây là hai cái túi vàng đang có lớp nha. Mở lên coi. Mở lên thì mở được Taser Unbreaking được. Wow, sao toàn đồ thấy nó có những cái cường quá xịn xịn muốn giữ lại không à. Cho nên giữ hồi giữ một đống luôn á. Và cái Taser đâu, gom lại để cho nó xịn hơn. Và bây giờ ta sẽ cần phải làm công thức của Eye of Ender. Bấm công thức. Và mình sẽ làm cỡ 32 cái đi. 28, 29, 30, 31, 32. Ủa này mới 20 à. Còn 10 cái nữa. Ta sẽ làm 32 cái. Và ngày hôm nay ta sẽ lên đường đi đánh con Ender Dragon. Nghe đã nha, đánh Ender Dragon nha. Nhưng mà nhớ phải đem theo Ender Pearl một cái. Ender Pearl đó. Ít nhất cũng phải đem theo vài cục Ender Pearl. Có gì chọi chọi. Ra ngoài đây. Nhìn lên trời một cái. Trước khi chọi thì phải nhìn lên trời. Xung quanh đây là phải trống như vậy mới chọi được. Và nhìn xuống đất một cái thì chỗ này mình đang trồng thêm những cây Gisso nè. Thì những cái cây đó có thể cho các bé Chocobo ăn được á. À, chọi một cái. Nó hướng về bên kia. Là đi về biển hả? Ok, mà đi về biển nữa. Rồi phải ra biển rồi. Đừng nói nằm ở giữa biển luôn nha. Thường nằm ở giữa biển là phê lắm luôn á. Mình đang dòm xung quanh chỗ này coi có cái gì đặc biệt. Và hình như có cái bông Hexbicus. Chính xác, một bông. Đây không phải là thời điểm đi tìm bông Hexbicus, cho nên chỉ vô lấy rồi đi ra thôi. Ta đang đi tìm tòa thành. Giờ để ra đây một cái. Từ từ bình tĩnh nha. Băng lên. Đâu? Ồ, nó chỉ về bên đó. Không lẽ nó nằm ở trong? Rồi xong, nó rớt xuống dưới luôn rồi. Con mắt của tôi trả lại. Nếu mà chơi vanilla á, không có cách hút đồ á, thì mất con mắt rất là phiền luôn á. Và nãy giờ mình cũng rất là hên, không có con mắt nào bể hết trơn hết á. Giờ để chọi một cái, hút lại cái tàu. Ta leo lên. Leo lên, leo lên. Gì vậy? Sao đông quá vậy? Vừa mới vô thôi mà. Em có tội tình gì đâu. Đừng có làm như vậy. Em đã nói em không có tội tình gì hết trơn hết á. Bị tấn công rồi thấy không? Gì Creeper mà ở trên cây nữa ông? Creeper gì kỳ vậy? Creeper sống trên cây. Thiệt là mấy cái con witch này à, nó chọi chất độc khó chịu quá. Mình không muốn chơi. Mình muốn đi cho nhanh tới đúng chỗ. Ta hãy mau chóng rời khỏi khu rừng đen này đi. Ở chỗ này thị phi quá. Rồi chạy ra đây một cái. Chạy ra đây. Quan con mắt một cái nha. Phải kiếm chỗ rộng rãi thoáng mát mới được. Càng lúc càng đi xuống vậy. Nhảy quá. Đôi giày này không có bước lên cao. Giờ phải đi về phía bên đó. Bể luôn. Rồi con mắt đầu tiên bể. Nãy giờ chọi không sao hết trơn hết á. Mới nói là nãy giờ hên lắm, không có con mắt nào bể hết trơn hết á. Lỡ bể liền à. Một cái đã bể. Lúc nào cũng phải lấy thiệt là nhiều mang theo. Và hình như bên đó có một tòa tháp. Và có rất nhiều tàu hải tặc. Ta qua coi tòa tháp coi. Chỗ này. Ủa, có phải quay lại không vậy? Đợi thử coi. Chỉ vô bên trong. Như vậy là gần tới rồi đó. Chỉ vô bên trong này. Đội lên và chỉ ngược qua bên này. Sắp tới, sắp tới. Đội qua đây. Nó đi qua đây. Nghĩa là phải lên trên cao. Để canh cái chỗ nào mà nó trống trải chút xíu. Cái này là bấm trúng công năng đặc dị rồi nè. Nó vô chế độ tàn hình. Rồi để coi Hexit Gear đâu. Ta sẽ cần phải tắt đi. Hexit Gear bấm chữ X. Rồi, có hình lại rồi đó. Tự nhiên bật chế độ tàn hình nè. Giờ phải quăng con mắt một cái. Con mắt hướng về bên đó. Bể luôn. Xui vậy ta. Rồi con mắt hướng về bên nào nữa. Con mắt đã hướng xuống dưới. Nghĩa là bây giờ phải đi xuống. Rồi
đi xuống thì đi 2 ô nha, không bao giờ đi 1 ô hết. Lỡ rớt xuống nhầm thạch là khóc luôn á, khóc hận. Đi xuống dưới và nhớ đánh dấu chỗ này, hồi để xuống dưới thì đánh dấu, xuống tới cái chỗ nào đó có thể đánh dấu được. Đang đi xuống tới tầng 54, tập ra hết. Ở bên này có đá voi nè, rồi đủ loại đá hết trơn hết á. Có lại cái gì, có cái gì đen đen kìa. Không phải, Dark Stone thôi. Và có một phần của tòa thành ở bên đây, mình cũng muốn đi thử coi ta xuống tới dưới này có thấy được gì không. Rồi, và bây giờ cái kỹ năng đặc biệt của cái bộ áo giáp đang được hồi lại. Đi quá chừng đi luôn, tầng hai mấy luôn. Nhưng mà không phải, không tới rồi, nãy thấy rồi. Phải đi lên quá. Nếu mà đi lên thì cần phải ốp lại. Rồi để ốp lại một cái. Nãy có lòi một cái phần của tòa thành ra. Ở trong phần chơi này thì tòa thành nằm ở rất là xa nha. Rồi để lên đây coi. Chỗ này đập ra, bước ra bên ngoài. Hello, tôi tới đây. Và nghe tiếng mấy con nhện, với lại có kim cương ở đây đập ra. Kim cương bên này nữa, lấy luôn. Rồi, thấy kim cương là lấy. Vui vui. Và có gì bên này nữa? Có kim cương quá chừng luôn. Và có con nhện tàn hình, con mắt màu đỏ nè, nhện tàn hình á. Thôi không lấy kim cương ở đâu. Kim cương cũng có nhiều rồi. Và đường này là đường đi vô nè. Đã tìm thấy được cái stronghold. Bây giờ vô trọng khám phá. Đập ra cục này nghi lắm. Có một cục sẽ có mấy cái con silverfish. Tại vì đập ra nó rất là chậm. Cái cây cuốc kim mình đang cầm á, đập không thể nào mà chậm như vậy được. Cho nên có thể sẽ có một cái gì đó đẳng. Và ta sẽ cần phải qua đây một cái để đánh dấu. Vô đây đánh dấu. Chỗ này là tòa thành, nhưng mà đánh dấu từ đằng kia luôn hả ta? Suy nghĩ coi. À thôi, lát nữa đặt cái cục kia xuống. Còn cái cục dịch chuyển á, khỏi đánh dấu đâu. Cái gì đánh dấu trong này thôi. Đánh dấu nhiều quá mất công lắm. Đây có gì vậy? Ở đó mở cửa. Không biết cửa đi đâu luôn. Đi xuống dưới này. Qua đây còn đi xuống được nữa. Hết đường. Nhìn nhìn xung quanh và đi xuống. Oh yeah, tới rồi kìa, tới rồi kìa. Tới rồi, tới rồi. Ở silverfish, silverfish. Mau mau hạ gục. Đập bể spawner đi. Còn nữa không? Nãy thấy có cái gì đó đặng, cho nên mau chóng xử lý. Bây giờ mấy cái cục này á, thì mình bỏ hết, mình không cần quan tâm. Bỏ hết thì phải bỏ trong đây. Bỏ hết đi. Ta sẽ bỏ mấy cái này đi luôn, không cần thiết ha. Bỏ hết. Rồi đây là những cục đá bình thường thôi. Và một cái Hexico Action. Út bác mở lên chơi. Chúng được gì? Sanguine. Sanguine cũng không quan trọng lắm. Có thể đi vòng vòng ngó. Rồi nãy giờ không có thắp sáng nha, tại vì đang xài cái Night Vision á, cho nên thấy sáng sủa lắm. Ủa rồi đường này sao qua? Chơi kỳ. Đập bể cửa đi qua luôn. Dữ chưa? Không qua được thì ta đập bể cửa. Hỏi nó nhiều. Rồi thắp sáng bên đây lên. Và chỗ này cũng phải thắp sáng lên luôn. Cứ thắp sáng đi rồi tính tiếp. Ở bên dưới này thì khỏi lo. Giờ để thắp sáng bên đây. Bên đây. Ở đây có mấy cái cột nè. Thắp sáng mấy cái cột này lên luôn. Ở đằng trước mặt tiền thì có nhâm thạch rồi, cho nên nó sẽ rất sáng. Và hết đuốc hả? Đuốc thắp cây. Giờ mình sẽ gắn thêm cái cục này xuống. Rhino. Hồi nãy dục hết mấy cục kia rồi ta. Để đây nhìn kỳ. Phải đưa lên cao chút xíu. Dễ ợt. Gom 4 cái này lại là ra được một cái stone brick. Để lên một cái. Ở trên này vẫn còn cao nha. Và có mấy cái này nè. Đập đi. Giờ mình sẽ đặt cái Trano xuống. Và lấy cái cây checkpoint. Cây này sẽ mang về đổi tên lại. Bấm phải chuột được chưa? Chưa thấy. Giờ để bấm kéo một cái. Cho nó báo No doesn't exist, nghĩa là không thể nào kết nối được. Và kết nối vô cái vị trí mới. Cây này sẽ về đổi tên lại.
Giờ muốn về đây, muốn đi tới đi lui, rất đơn giản. Home jam, bấm cái là bay đi, bấm tới bấm lui, bay tới bay lui. Và chưa kể là mình đang có rất là nhiều những cái dòng tay dịch chuyển nữa, như bỏ ở nhà hết rồi. Đây là phải đem theo một cái dòng tay dịch chuyển á. Giờ trong này, ở cái seat này á, chỗ này là không hề có một con mắt nào luôn, cho nên là phải gắn mắt vô. Và cũng rất may là làm rất nhiều mắt. Ầm, sấm sét, ghê chưa? Cái sấm sét chưa? Và đánh dấu Stronghold, ghê rợn thiệt. Rồi Stronghold, và xây lại một cái, chọn màu gì cho nó dễ coi một chút. Chuẩn bị tinh thần nha. Ta sẽ cần phải lấy thêm ở bên đây Ender Pearl. Rồi để chỗ này xuống, cất bớt đồ vô, không cần thiết thì cất vô. Cá hả? Dục luôn. Cái tàu này mình đem lên trên. Giờ để bịch này lên. Đá thì mình đem theo, lỡ có cần thì mình xài. Rồi bây giờ nhảy vô. Đây, đây là điều em không muốn, nay cũng đã tới nè. Tại vì á, ta xuất hiện ngay tại cái sàn, nhưng mà lại nằm ngay chỗ đó luôn. Rồi bây giờ đổi một cái. Ủa tại sao lại có tòa tháp ở đây nữa? Thật là thú vị. Tòa tháp nằm kế bên luôn. Gì đây, gì đây? Đi ra mấy em ơi. Nãy giờ tôi lỡ nhìn thôi mà. Em chỉ là lỡ nhìn thôi mấy anh ơi. Đi ra giùm em đi. Mấy anh Enderman này dữ quá à. Ta lỡ nhìn mặt cái thôi à. Đẹp trai người ta nhìn thôi, có gì đâu mà làm ghê quá vậy. Nó bắn quá chừng bắn luôn. Đẹp trai người ta nhìn chút xíu thôi cũng không được nữa, làm dữ quá. Và đây là gì? Celestial Crystal của Biome Plenty. Nó phát sáng giống như đá tỏa sáng vậy đó. Có rất là nhiều luôn. Hồi nãy mình thấy ở bên dưới á, là có một cái quặng khoáng sản gì đó. Đây là gì? And Diamond, kim cương luôn. Có kim cương luôn nha. Vậy là hồi nãy mình thấy ngọc Luli. Đó, có cái Luli ở đó đó. Luli nữa kìa. Và bây giờ ta đi xử lý tất cả những cái And Crystal. Ai lên tới không ha? Bắn cái coi. Bay lên. Thiếu chút xíu nữa. Mà để bay lên đây trước. Phải bay ở chỗ thấp thì mới qua được chỗ cao, và chỗ đó vẫn cao chứ không phải là thấp. Rồi để bay lên nha. Bưng. Uya, nó đang hồi máu cho con rồng kìa. Bùm, ghê chưa? Đổi từ đây luôn. Con rồng nó bay qua nó phá hủy. Nó đẩy con xương gì đó bay múc chỉ luôn. Giờ không có đem theo mũi tên luôn. Ghê không? Chơi shuriken. Bùm. Liều mạng. Ao. Phải nói là rất liều mạng. Giờ để chạy vô trong này cái zombie skeleton gì này nọ quá chừng nè. Nhưng mà lát nữa là sẽ có một vụ nổ. Ủa chưa lên tới nữa. Cao vậy? Chưa tới nữa. John Goku. Mấy con zombie cũng có tên tuổi nữa nè, thấy không? Bây giờ phải lên nơi cao hơn nữa. Rồi đi ra giùm tôi cái đi. Nữa hả? Hoài vậy. Giờ làm sao lên trển đây? Ta sẽ cần phải bay lên trển. Hay quá. Và bùm cái coi. Đúng rồi, bùm cái. Rồi nhảy ra. Nhảy qua đây. Ôi không tới rồi. Không tới. Và một con Enderman đã thấy mình, nó sẽ đi gây sự với mình. Chém cho hai nhát. Lại đây nữa coi. Và xong. Xử lý xong xuôi. Đi ra ăn một cái. Cái này mới gọi là dữ nè. Không cần mang theo mũi tên luôn. Cái ghê không? Đi đây mà không cần mang theo mũi tên luôn á. Đây cận chiến luôn. Ui dạ. Vì sao bị sét đánh vậy? Có làm gì đâu mà bị sét đánh. Cao quá. Lên tới. Thiếu chút xíu nữa à. Có mấy cái con zombie nè. Đó sét đánh nữa kìa. Tôi có làm gì nên tội đâu mà sét đánh hoài vậy. Dướng ngay đó nữa. Rồi anh đi đây nha mấy đứa. Sao rớt xuống hoài vậy? Tôi hận. Chắc là cái con John Goku á, nó làm cho sét đánh á. Cái con ở đâu rồi? Căng thẳng chưa? Tự dưng ngay chỗ này xuất hiện thêm tòa thành nữa chịu. Nghĩ sao mà có tòa thành. Bay lên. Đúng rồi, bay lên rồi.
để lên đây ăn một cái, ăn thêm cái nữa. Và chọi nè. Ghê chưa? Rồi chọi xa thử coi, dễ gì chúng. Nữa té rồi, té rồi. Đi ra mấy đứa ơi, chỗ người ta đang xử lý con rồng xuất hiện hoài à. Đi lên được không? Xíu chút xíu. Giờ muốn lên được với ạc à. Ưng. Gắn vô, gắn vô. Gắn vô không kịp. Gắn thêm một cái chỗ để mình đứng cái. Đó đó đó, đúng rồi đó. Chúng ta sẽ có thêm một cái bước nữa để có thể bay lên cao hơn nữa. Nhưng mà không được. Ưng. Đặt vô, đặt vô. Ủa sao nó bị gì đó? Có thể là do bay nhanh quá đặt không kịp. Lên cái nữa nè. Con rồng vẫn mặt hả? Gì vậy, gì vậy? Con rồng nó phá mất chỗ đó luôn rồi, làm cho mình rớt xuống luôn. Tôi hận, nãy giờ hả tôi đi phá mấy cái end crystal thôi mà nó cực khổ gì đâu luôn á. Không tới. Anh bay lên coi. Không tới, không tới. Sao mà đàn zombie cứ đi theo hoài à. Đừng đi theo nữa. Đi ngủ đi mấy đứa. Gì đây, gì đây? Đi ra coi, đi ra. Chỗ này không có quan nên cưng nghe chưa. Rồi còn chỗ nào hồi máu cho con rồng nữa. Một chỗ, hai chỗ, ba chỗ gì đó. Ở đây còn hai chỗ được bao phủ rồi, cho nên phải bay lên trển xử lý. Bay lên. Rồi và xử lý một cái. Thấy ghê không? Chịu cho bắn vô mặt luôn. Rồi đi lên, đi lên, đi lên. Đúng chính xác. Rồi và từ từ, từ từ. Ai? Tôi chưa có phá nữa con rồng này. Con rồng, hận con rồng. Rồi để bay lên. Và cái con gì vậy? Con zombie kìa. Nó kìa, Son Goku kìa. Chích nó, chích nó. Chích hết cỡ luôn. Dẫn mặt hả Son Goku. Rồi bà xử lý xong con rồng rồi đó. Nãy giờ nó quậy quá quậy. Ê, xử lý xong con Son Goku rồi đó, chứ phải con rồng, nói lộn. Con rồng thì vẫn còn đó. Rồi để nó tan bớt cái hơi thở thơm mát của con rồng một cái. Bay lên cái coi. Và bùm cái. Giờ mình muốn bay lên nơi cao hơn nữa thì mình sẽ phải tận dụng. Quá đẹp luôn anh ơi. Rồi phá chỗ bên kia luôn. Bay từ từ. Để coi Dragon Breath, hơi thở thơm mát của con rồng có làm được gì nữa không. Chỉ có nấu thuốc thôi đúng không? Tại vì nếu mà không có công thức gì đặc biệt á thì khỏi luôn cũng được. Rồi nha. Bay đi, bay đi. Ôi ôi, bay xa quá, em đi xa quá rồi. Đúng là em đi xa quá. Em đi xa quá, em không muốn đi xa nữa. Cho con rồng đẩy mình ra á. Chứ đâu có sao đâu. Từ từ, từ từ. Nữa à, chỗ người ta đang lên luôn à. Từ từ nha. Trốn đi. Rồi, lên được rồi đó, mừng quá. Lên tiếp nè. Lên thêm phát nữa. Này là đánh theo kiểu ninja, chứ không phải là đánh theo kiểu chiến binh. Ninja là phải chơi hả, là phải né ra tất cả mọi thứ. Rồi hả, không có được để cho nó phát hiện. Đó, thấy không? Vô đây, vô đây, vô đây. Thích thì vô đây, không thích cũng phải vô nữa. Chứ đừng nói mà hả bye bye đó nha cưng. Nếu mà chơi theo kiểu chiến binh á, là lao vô làm ầm 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 liền. Lúc đó là đổi bộ áo giáp full scale nè. Vô chổng á là chấp nó luôn, đứng đó tăng kiểu đánh luôn, đánh lại. Chỗ này chơi theo kiểu ninja nó phải khác. Bay xuống rồi kìa. Bay xuống, mình cũng bay xuống. Ui da, ui da. Cái hơi thở của nó. Lấy cái kiếm chém cái chân. Không, xỉa này đi. Xỉa vô, xỉa vô. Không có cho đánh nhanh ha. Đánh cũng vừa phải thôi à. Và đôi dài. Ủa không thấy cái hư đôi dài luôn á. Ủa vẫn còn hả? Tưởng cưng bay đi rồi chứ. Nhưng mà cưng chưa bay đi thì chém cái chân. Nó quay qua kìa, nó quay qua kìa. Chém cái chân. Cái kiếm này 18-20 sát thương lận. Chém đã lắm. Rồi bay lên rồi đúng không? Bay lên nè. Vũ khí rất đầy đất. Âm khí rất đầy đất luôn nè. Tưng 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 tưng. Chạy hả cưng? Cả một đàn Enderman dí theo. Nè nè nè. Chặn đầu, chặn đầu. Chặn đầu. Giỡn hả, giỡn hả. Nè chặn đầu nữa nè. Tưng tưng. Dính dính dính. Thấy đánh rồng bận bó giáp đúng chất chưa?
vô tiếp, vô tiếp. Ui da, cái gì vậy, cái gì vậy? Rồi chuẩn bị, chắc có Enderman qua quánh mình quá, nguy nghi quá. Ủa sao nằm đó? Nằm lộn chỗ rồi em ơi. Lộn chỗ rồi. Chém cái chân nó. Nó quay cái đầu quá kìa. Có chừng cái cánh nó đập á. Đánh cái chân nó. Nhắm vô cái đuôi nè, chém cái đuôi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Chúng ta chiến đấu rất là hào hùng, anh dũng luôn. Còn tiếp nữa không? Xuống đây cưng ơi. Xuống đây, xuống đây, xuống đây. Mau mau xuống đây. Ê hả, tôi chọi cái nè. Đó, chọi nè. Chọi chúng được chúng. Đừng nói chúng Enderman nha. Cái này không thể nào chúng Enderman được đâu. Và nó bay xuống kìa. Ôi, nó làm máy bay nó lao xuống kìa. Và bùm. Enderman tới. Chỗ người ta đang quan sát không ơi. Đi ra đi. Đừng có như vậy mà. Rồi xong. Bùm 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 bùm. Một đống kinh nghiệm luôn. Sung sướng. Rồi bỏ những thứ này đi. Không cần thiết là bỏ đi. Mở lên cất đồ coi. Ọt bát. Úp bát này nọ, lát nữa mình mở nha. Này bỏ. Cái này bỏ luôn. Giờ cái này sẽ đem xuống dưới. Từ từ bình tĩnh. Rồi nhìn qua nhìn lại cái Ender Pearl quá chừng luôn. Kinh nghiệm thì sao? Lấy sạch sẽ chưa? Có một con gần xong nè. Chảm một cái. Chảm xong rồi đó. Cất cái bình màu đỏ vô đây. Bây giờ sẽ mở những cái túi bên đây. Bút bát, mở lên. First of Vanishing, dục. Nghĩ sao biến mất được. Mở luôn. Và được một cây mending. Một cây xẻng bằng đá mà có mending luôn là quá dữ. Rồi để coi trúng được cái gì nữa. Thì cất vô đây. Mang về. Ok, và lấy thêm mấy cái ngọc ra một cái. Mình có đem theo tông luôn nè, thấy không? Dữ chưa? Đi là chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Lấy trứng rồng về luôn. Lên trên đây. Giờ thêm ô đi. Nhảy cho nó chắc cú. Ta sẽ gắn thêm một ô bên này nữa. Để đi qua bên đây. Qua đây, qua đây. Hụt cái trứng rồng ra mang về. Thì nhiều bạn hỏi là có những phần chơi khác á, sao mình đánh rồng xong không lấy trứng rồng về. Là tại vì trứng rồng nó không có tác dụng gì hết. Chỉ có tác dụng là làm đẹp thôi. Cho nên mình thường là ít có khi lấy về nếu mà không cần lắm. Còn lần này là lấy về. Có gì trang trí trong nhà á, đập hết nha. Giờ ta có thể quay về nhà được rồi đó. Nhưng mà bây giờ cần phải coi coi cái đường đi đâu rồi. Cái đường đi bên đây. Thà dữ vậy ta. Và nó xuất hiện thêm nhiều thứ rồi kìa. Ender Biotide nè. Ra một đống luôn á. Hạ gục con rồng xong thì cái món đó nó mới xuất hiện. Và như vậy là muốn ra ngoài kia là sẽ cần phải có một con đường đi. Ghê ha. Con đường này rất là ghê luôn á. Chỗ này là Celestial Crystal. Một đống. Giờ đi ra quải. Nhiêu đây có thể không đủ. Mà cứ đi trước đi rồi tính. Giờ chỗ này kiếm cái chỗ mà nó thẳng ra ngoài đó luôn. Ngay đây luôn nè. Ngay đây luôn càng tốt. Rồi quất, đi ra ngoài đó. Mình đã làm xong cây cầu. Bây giờ ta sẽ đi qua bên chỗ khác. Giờ để coi coi. Đánh dấu đi ha. Để đánh dấu đây một cái. Chạy qua bên này. Để đánh dấu chỗ này là cái hòn đảo trung tâm. Ta phải biết đường về chứ. Đây là hòn đảo trung tâm. Ok. Chọn màu xanh. Sail. Và ra bên kia. Nhảy qua. Ui da. Lại là cái con Enderman nữa. Gravity Storm á. Nó chơi sét đánh á. Giờ để chạy lên đây. Và chọi cục Ender Pearl vô. Dịch chuyển. Qua bên này luôn. Và ở đâu? Cũng sát bên. Nhưng mà hơi cao một chút xíu. Cách đây 1000m. Và chỗ này có một tòa thành nữa. Hello. Hello. Bé nhện. Chọi bé nhện. Chọi bé zombie. Và kiểm tra thử coi. Có được vàng, có được golden apple và full bag. Vậy gì vậy? Đâu ra vậy? Nhảy từ trên xuống hả? Cái con này nó manh động quá. Để ta chạy ra bên này một cái. Để mình mở bên này lên. Full bag được gì đây? Kim cương nhưng mà đồ nó không có cường hóa gì hết. Bình thường quá. Rồi đi coi tiếp. Có NCT không? Ở chỗ này á, mình có thể nhảy bưng bưng qua cũng được. Không có cần phải bay. Nhưng mà nếu muốn đi xa hơn á thì chắc là phải bay rồi đó. Giờ
Rồi để nhìn coi, có kim cương, có ngọc lưu ly là chính ha. Lưu ly nè. Rồi kim cương ở bên mấy cái chỗ thấy hoài luôn, nhiều lắm. Có thêm một tòa thành nữa. Rồi ngoại trừ những món đó thì còn gì nữa? Giờ mình sẽ thử đánh tòa thành ở đây một cái, coi có cái gì khác biệt so với những cái tòa thành ở Nether hay là tòa thành ở Overworld không. Đường vô đâu? Ủa sao không thấy đường vô? Đường vô chắc nằm ở trên á. Chúng ta bay lên phía trên cái. Chính xác luôn. Đường vô nằm ở phía trên. Vô xử lý. Đánh cái con xương văng xuống dưới mất tiêu rồi. Xương nữa nè. Dạ, nó có hất tung. Ở đó mà hất tung hả cưng? Rồi có gì đây? Có được một vài món giá trị. Giờ coi protection dở quá. Hoặc bát, tun bát, hút bát, lumber bát. Rồi mở bên này lên. Để xuống. Cất đồ vô. Giờ trước mắt thì cứ cất hết vô trước đi. Rồi cái gì sau này lấy ra xử lý thì sẽ lấy lại sau. Rồi lấy cái nem tác nữa là được. Xuất hiện trong này làm gì cho nó khổ vậy cưng? Hả? Ôi zombie không kìa. Mau mau xử lý. Zombie không à. Rồi để bật thêm strength lên. Đánh cho nó mạnh. Xử lý cho nó khỏe. Đánh là ầm ầm luôn á. Magenta rune. Uncover. Hoặc bát, lumberjack bát bỏ lại. Xuống dưới. Đây là đường xuống nha. Vô đây mấy đứa, vô đây. Vô đây, vô đây. Vẫn còn. Quá chừng nhện đang bu luôn. Ở đó mà bu hả? Đập bể, đập bể. Kiểm tra. Rồi cất mấy món này vô. Đồ ăn thì không cần thiết. Thịt thúi thì cũng tầm tạm thôi. Hoặc bát nè. Hoặc bát thì được. Cất vô, cất vô. Rồi cất vô. Đập ra đi xuống tiếp. Mấy em này lên tới luôn rồi kìa. Ở bên dưới có con zombie. Bật thêm strength lên. Đánh cho nó khỏe. Ta có strength cấp độ 2 luôn chứ bộ. Đánh mạnh lắm. Nhưng mà bị đói bụng. Đập chỗ này ra một cái. Có con gì ở đằng sau cắn hoài nè. Rồi để mình ăn vô cái coi. Ăn vô tiếp. Thì tới thời điểm này là chưa thấy có gì khác biệt so với những cái tòa thành ở những thế giới khác. Giờ lấy ở Bisonai bút bát. Được á, bút bát cũng được. Nó lên tới rồi kìa. Zombie á, nó lên tới đây luôn. Từ 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 từ. Để cất đồ một cái mấy đứa. Muốn chơi gì đó cất đồ một cái. Vô đây vô đây vô đây. Thử hết cho. Nè nè nè, vô đây vô đây. Giơ tay giơ chân gì này nọ lên quá chừng luôn. Xuống dưới. Xuất hiện tùm lum tùm la hết. Zombie hả cưng? Đập này ra cái coi, có con zombie kế bên nữa kìa. Chọn luôn. Sạch sẽ nha cưng. Ê ê ê, mở thùng lên. Thiệt tình luôn á. Tự nhiên mở thùng lên à. Đó, phải vậy chứ. Dọn là phải dọn sạch sẽ vậy đó. Áo giáp là mình bỏ lại nha. Không có cần áo giáp. Rồi cái cung bỏ lại luôn. Lên hả? Lên nè, lên nè. Ai cho lên? Rồi cất tiếp. Cất vô trọng. Đi mới có chút xíu à. Mà được quá chừng đồ luôn á. Hạ gục zombie. Cấp độ của mình đang là 72. Đa phần là hạ gục con rồng á. Cấp độ rất là nhiều. Có con nhện chạy tới kìa. Zombie. Vô đây mấy đứa, vô đây, vô đây, vô đây. Còn con nhện đằng xa nữa. Đập bể, đập bể. Rồi đã dọn sạch sẽ. Lại tiếp tục lấy. Cái này cất đi. Baby zombie. Đội xuống. Có ai đua vô không? Đua vô đây. À, bị con nhện cắn từ bên hông. Rồi chọi con nhện xong rồi. Còn một con nữa thấy rồi. Xử lý. Uh oh, con boss, con boss, con boss. Con boss. Boss kìa. Ghê không? Chỉ chọi phi tiêu thôi đó. Con boss bất lực luôn.
Xong. Chọi phi tiêu thôi. Con boss bất lực luôn. Xử lý xong. Trừng phạt hả cưng. Và tạo thành ở phía dưới á, đi xuống chỗ con boss nằm dưới á thì nó đỡ lắm. Mình thấy là tòa thành không có bị phá hủy sau khi con boss nó bị hạ gục. Còn cái tòa thành mà đi lên á, đi lên trên cao á, hay bị phá hủy lắm. Chưa gì hết trơn là bị phá hủy à. Chạm upkeeping đây nữa, vui vậy. Úp bác và in non lút bác. Lo lấy đi. Có cái xô miễn phí và có một vài món cũng được. Rồi mở lên lấy hết, cất vô hết. Có cái lúa mì thì bỏ lại nha. 15 cái lúa mì luôn. Không cần thiết. Lúa mì không cần thiết. Lúa mì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu à. Cho nên không cần thiết. Rồi để kiểm tra coi. Ở đây là những cái túi nè. Đủ thứ túi hết, mở lên. Có mấy cái scroll, mấy cái đó chắc bỏ đi. Cái này cũng bỏ đi luôn. Cho nè. Và sách gì đây? Rune hả? Rune cho vô vũ khí. Tiếp tục, mở lên. Đồ ăn tiếp. Iron Ration. Để đó lát nữa ăn. Mở túi, mở đồ này nọ lên. Và đây là full bag. Cất vô. Mở tiếp. Full bag được gì đây? Được rất là nhiều thứ. Nhưng mà toàn là đồ bằng gỗ không à. Wow, đồ bằng gỗ mà cây này xịn nha. Đồ bằng đá cây này xịn nha. Còn cái này dở nè. Cây này cũng xịn nữa. Xịn thì lấy, không xịn thì bỏ lại. Quá đơn giản. Không có gì phải suy nghĩ hết trơn hết á. Cái thùng này hồi nãy chưa có mở lên được. Bây giờ mở lên coi. Mở lên, lấy hết. Lấy và lấy. Giờ để ăn miếng bên đây. Ôi miếng này xịn quá. Ăn con thỏ trước đi. Ăn nguyên một con luôn á. Giờ bỏ mấy mũi tên đi. Đâu bắn cung đâu. Toàn chơi phi tiêu không à. Lấy cung làm gì. Và còn cây sẻn này nữa hả. Đó là còn sót lại á. Cho nên bỏ luôn. Rồi bây giờ chạy lên. Nghe tiếng zombie gì tùm lum hết kìa. Mình đã dọn sạch sẽ hết rồi mà. Vậy là còn mấy em đó ở đâu. Chắc là còn sống sót chạy ra được á. Phải lên kiểm tra coi nha. Cái tầng nào cũng đi mà đâu có bỏ sót tầng nào đâu. Ta chạy lên coi. Làm sao có thể sống sót được. Hả? Sao hay quá vậy. Sống sót bằng cách nào. Lumberjack. Bởi vậy mới hỏi là sống sót bằng cách nào. Hay quá. Đâu có thấy đâu. Nguyên một đoạn đi lên đâu có thấy đâu thấy không. Nghĩa là hết rồi. Hết rồi. À và nó đây nè. Có thể là do nó nhảy xuống trước cho nên nó còn sống thôi. Và đã hạ gục xong. Bây giờ mình muốn đi về á, là mình chỉ cần dịch chuyển bằng cái cây này thôi. Cầm và kéo một cái. Out of range. Không. Lộn rồi. Cái này là chỉ xài được ở trong một thế giới thôi. Nghĩa là ví dụ như đặt ở Overworld là chỉ ở Overworld thôi. Hoặc là đặt ở The End là ở The End thôi. Còn ủa sao cái home gem của tôi cũng không xài được luôn. Ha 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 ha. Như vậy là những chỗ này không có xài được những món đồ này. Cho nên ta sẽ cần phải đi bộ về. Nhưng mà chưa. Còn một món nữa là Teleport Stone. Và thử coi. Cái này xài được. Buông ra. Dịch chuyển về. Ôi coi chừng chết. Bậy rồi. Ở đây nó chỉ kéo tới tọa độ này thôi. Và tôi đang ở đâu vậy? Hả? Chết mình rồi. Không. Nó đưa mình đi đâu vậy? Ở đây là cách cái chỗ nãy bao nhiêu vậy? 4000m. Có NCT luôn kìa. Hài luôn nha. Có em tàu không? Có em tàu kiếm động dịch coi. Có không. Rồi không thấy có cái cảng rồi. Như vậy là không có em tàu rồi. Không có đầu con dịch rồi. Nhưng mà bây giờ phải tìm đường về trước đã. Mình đã tìm được một cái cổng dịch chuyển để có thể quay về hòn đảo trung tâm. Và hồi nãy mình xuất hiện ở ngay tại chỗ này nè. Hồi nãy bấm cái nhẫn dịch chuyển á, nó quăng thẳng ở đây luôn. Nó không cần biết ở đây là The End chứ không phải là Overworld. Cái tọa độ nó chỉ lưu là tọa độ thôi. Đẩy mình qua đây luôn á. Giờ kiếm được chỗ này cũng rất là may mắn nha. Nãy giờ đi tưởng không có luôn rồi đó. Đi quá chừng đi luôn nè. Thì mấy cái chỗ này á, nó có liên kết với nhau. Rồi có những cái chỗ nhỏ nhỏ cái mình bắn bay qua. Nó không có quá xa để chúng ta có thể phải tìm cách khác. Còn cứ xài vàng ná được là cứ xài thôi. Bắn bay bưng bưng luôn.
Và đi về, đi về thì cần phải có một vài cục đá nữa. Ở đây là một vài cục đá, đá của Dien, để đem lên trển làm cầu thang. Cầu thang đặt ra và thiếu mấy cục nữa kìa, thiếu mấy cục, đặt mấy cục ra thêm. Cắn vô và đi về thôi. Để lên đây, để lên đây là có thể dịch chuyển về nhà rồi đó. Mừng quá, quay trở về được rồi. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì bé Thiên Ninja chủ yếu sử dụng phi tiêu để hạ gục được con Ender Dragon. Còn bây giờ mình sẽ tạm dừng tại đây và hẹn các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.